tiếp tục series làm bạt máy ta lưu tại Việt Nam còn gì tôi sang đây 300 ngọt máy vừa làm đường đi vừa ngọt máy máy là máy đắp nha mọi người, máy đắp không phải là đất thịt đâu, đất này là thể thấy là lũ này, lũ đặt cá 90 này sau đó là cái gọt máy này. Nhiều lắm. Series làm bạt máy ta lưu tại Việt Nam còn gì tôi sang đây 300 ngọt máy vừa làm đường đi vừa ngọt máy, máy là máy đắp nha mọi người, máy đắp không phải là đất thịt đâu, đất này là thể thấy là lũ này, lũ đặt cá 90 này sau đó là cái gọt máy này.